Em hết đi nha. Nhẫn mà uống hết đi luôn này đẹp thấy không? Rồi còn lại uống đi một lần cho cháu thích giá. Thôi cả để xuống ôm hôn ngoại cái đi. Qua đây đi anh qua đây chụp, qua đây đứng này, qua luôn đây nè, qua đây nè, qua đây rồi rồi hạ tay xuống rồi đâu ơi, cô dâu hạ tay xuống cứ người. Chào anh em à, 2, 3. Không có rồi một tay cái gì ơi, gì á nhận một tay thôi rồi dòm đây nè, cười tươi lên nè, hai nè dòm lên đi, hai. Xin mời cô Tư uống đi bộ cho cháu. Rồi, dầm lên luôn, cô Tư ơi, dầm lên, cô Tư, dầm lên con nghe lời, nè, 2, 3. Cái cạn ly luôn đấy. À, cô dâu ơi, dẫn em đi. Rồi, anh ơi, em một tay thôi. Rồi, dẫn anh đây nè, dẫn em nè anh ơi. Rồi, 2, 3. Không quá, tại mình thấy cái ly nhỏ quá, bỏ hai tay cho gớp. Rồi, sáng hay sáng nè. Rồi, bưng khay ra ngoài. Rồi nhận giùm ly rượu này giờ mấy cô Tư nè 2, 3 nè. Khoan nhìn một tay thôi rồi dâm anh nè cô dâu ơi. Đây 2, 3. Đưa được dòng chứ sao á, đưa dòng chứ sao để cho không chị ngồi lại đi đưa dòng cái ly ra chứ sao hả. À đúng rồi, ca đưa sức qua đây em đứng xét cái đây em anh, đứng xét qua đây giùm em mấy em khoáng cái đây em chụp màn hình khác rồi nè, đây dòng ra ngoài dòng đây luôn 2, 3. Rồi nè dầm lên đây luôn cô dâu ơi, 2, 3. Rồi mời ly kế tiếp luôn em. Còn đi đó mời luôn. Nè, dầm lên anh ơi, dầm chàng đẹp trai ơi, dầm lên đây, 2, 3. Rồi khoan anh ơi nè. Khoan anh ơi, chỉnh lại cho em anh chụp hình đó nha. Rồi nè. Chỉnh đi chụp anh lại cho em anh chụp hình của mình đó. Chỉnh đi có đi. Rồi đây luôn, rồi. Để cô dâu đứng sát vô cô dâu giùm đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này đó, đúng mà ông thuốc này. Sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Con muốn quà để con cái gì tính nhắc đó. Cô giáo mở tay lên cũng nặng chứ lắm, mở tay đi.
xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ, đường xa nhà vàng kim phao bụi theo kiều hoa có đôi phù dễ, còn trong đời bạn bè dăm bên và ngoài ra đã xa biệt rồi đâu. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ quan xa chắc không được mời, đường chìm trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non đưa bên vườn suối, nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa, tình dân muôn ngàn em lo chết, mùa đông rồi quá mau, ngày vui đến gần không gian rồi vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diều dàng quê hương vào đầu xuân chữa chan truyền tình. Bà ta được. Thì thôi các bạn, chúc các em
ngồi đi vô bọn cũng phải. Bên nhà trai có đem mày đó nhẫn cưới lên nửa giờ để nay hôm nay là trình cho bên mấy bà bên cô dâu đó để biết là có cặp nhẫn. Mời kế luôn chú vậy. Uống luôn mà. Uống luôn gì? Rồi con mời hai cô. Đúng rồi đó. Rồi nhìn tới cô giáo nghĩ hơi sắc. Đúng rồi đó. Rồi con chụp tấm hình nha. 2 3 đúng rồi đó cưng. 2 3 Rồi hai con cũng ly lên cháu luôn. Rồi cô giáo nghĩ hai em đứng sụp lại chút xíu sắc vô. Rồi hai cô uống xong cũng ly lên cháu nha. 2 3 Rồi giáo nghĩ xá 2 xá luôn. Rồi bước tới luôn cô dâu, chú rể bước tới nắm cô dâu dắt vô buồng.
Rồi. Kính thưa đại diện và kính thưa gia đình khách gái, để tiếp tục theo phần lễ thì để làm lễ thỉnh họ, tức là kính thưa gia đình khách gái, tôi cũng xin đại diện cho bên trai xin trân trọng kính mời tất cả ông và cô bác anh chị em của gia đình nhà gái là đến gia đình nhà trai là trước để biết quê hương Bến Tre, sau đó biết gia đình của bên trai đi dùng với gia đình bên trai một bữa cơm thân mật. Đó là ý kiến của bên trai. Xin nhờ ý kiến của bên trai. Thì thời gian thì chưa làm cái lễ rước dâu thì cũng xin phép để đại diện cho nhà gái nhận như gia đình của nhà gái. Thì hôm nay thì sự thật ra mà nói xin thì sự thật là không xin, nhưng mà để là tham khảo với nhau giữa bên trai với bên gái là điều kiện xa xui, hay nữa là để bàn tham khảo cái để tham bác. Đó đó. Mà bữa về vấn đề là chính chế là không chế là lại hôm qua bà bữa đó thì thôi cho hai nhỏ về được rồi. Vậy thì tôi cũng thay mặt gia đình bên trai là hết sức cảm ơn là gia đình gái điều kiện xa xui để chế thì tham bác, đó là điều kiện bên nhà gái và tôi gia đình nhà gái để tiếp tục cái tuần lễ, tức là tuần lễ bây giờ lễ rước dâu thì cũng xin để cho cô dâu chú rể là ở trong buồng bước ra là bên mẹ vợ là tiễn đưa cô dâu ra thì để cho mọi người rước dâu người bà con ông bà của bà tiến hành đi luôn.